者之名。Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình sẽ review một trận đấu giữa hai người chơi gọi là mạnh nhất ở bản tướng hiện tại bây giờ, đó chính là MO6A với cả Arian. Đợt trước thì Arian có lực chiến cao hơn MO6A khoảng tầm 1 đến 2 triệu, nhưng đợt này thì có vẻ như MO6A đã rút ngắn cái khoảng cách về lực chiến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn về cái đội hình của hai người chơi này. Đầu tiên là Arian này. Một đội hình 11 triệu và đội hình thứ hai 12 triệu theo kiểu như thế này. Đội hình đầu tiên là đi theo team ma. Tiếp theo đến MO6A, đội hình 12 triệu và 11 triệu. Đội hình 12 triệu thì đi theo team ma nhưng kết hợp với cả nước. Và đội hình tiếp theo 11 triệu là 3S với cả Zigade. Thì chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này. Hôm qua thì vừa hiện lên ở trong cái phần đó là lịch sử những trận đấu theo kiểu mà ngẫu nhiên giữa hai người chơi này. May mắn là mình cũng đã kiểu dạng như là quay lại được trận đấu này để có thể review. Và trận đấu bắt đầu. Một bên team nước ma và một bên là team ma, kết hợp với cả ba Pokemon hỗ trợ này. Thì một người chơi 12 triệu và một người chơi 11 triệu. Thì chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này. Vào trận đấu phát là con Raimon Kyo đã bị bên kia nhốt vào trong cái hố đen bởi Hoopa 11 sao này. Cả hai bên đều sử dụng team ma, đó là có ba con kiểu dạng như là nổi bật. Masadao này, Luala với cả Hoopa này. Bên kia thì thêm một con hệ ma nữa, đó chính là con Giratina này. Và các bạn lưu ý là trận đấu này là diễn ra giữa những người chơi theo kiểu mà 11, 12 sao và có khả năng đó nữa là full Zmu rồi. Vậy nên là cái hiệu quả của nó trong trận đấu nhiều lúc nó cũng sẽ khác biệt với cả mạnh hơn rất là nhiều. Và hầu như là có những người chơi này thì hay sử dụng đó là cái bảo vật vàng của con Sonia, ví dụ như cho luôn ngay con Luala bên kia sử dụng này, để có nghĩa là bên bạn chỉ cần 3 con tàng hình thôi thì nó cũng sẽ kéo cả team của bạn vào tàng hình trong vòng một lượt. Thì với một team theo kiểu kết hợp với cả hai Pokemon hệ nước như thế này, bên kia thì hệ ma kết hợp với cả ba Pokemon hỗ trợ đi kèm. Nói chung là hiệu ứng của con Luala 11 sao này, các bạn để ý thấy nó đến 3 cái hiệu ứng mặt trăng cô đơn này, làm cho ba địch đang bị không thể nhận được hiệu ứng kiểu dạng như là hỗ trợ đến từ Pokemon khác. Và lên 11 sao của Luala nó còn có khả năng làm địch bị ngủ nữa. Và hiệu ứng này thì có thể được hóa giải. Bên kia thì không có Raimon Kyo rồi, do đó thì rất là nhiều hiệu ứng bất lợi nó được tạo ra bên địch. Và mình nhớ là bên kia hình như là còn đang sử dụng đó là cái bảo vật cái nhất đắc rai thì phải. Cứ mỗi lượt kết thúc thì nó tự một cái đồng đội một đỉnh nào đó sẽ bị dính hiệu ứng khống chế này. Một đoạn vừa rồi đó của Hoopa 30 triệu nhốt của con Giachi hay con Hoopa bên kia vào rồi, và Giachi thì chính thức tử trận này. Raimon Kyo đây 13 triệu này cũng đã tử đi luôn một con nữa. Nhưng mà bên kia Ashenza 11 sao thì coi như là cũng đã tử trận ở trận ngay lập tức rồi, bởi vì ở trong đội hình này toàn những con tàng hình đánh. Và trận đấu này có vẻ kết thúc rất là nhanh. Đây là trận đấu giữa hai team 11 12 triệu này. Masadao đây. Và hầu như là họ sử dụng bảo vật vàng của chính nó rồi. Hoopa bên kia chính thức tử trận này. Còn lại Sonia, Luala với cả con Masadao nữa. Masadao thì đang bám vào Raimon Kyo này. Hoopa lại ulti tiếp và lại nhốt con Sonia vào. Một đòn tấn công 15 triệu máu. Và đòn tấn công này làm chết con Masadao bên kia, chết luôn cả Raimon Kyo rồi. Một sát thương gây ra rất là mạnh đến từ Masadao bên địch. Và hầu như là cũng dạng như là cũng đã full Zmu 12 sao thì sát thương gây ra quá là khủng khiếp. Và trận chiến bây giờ đó là còn lại đó là bộ đội những Pokemon hệ ma. Và tiếp tục Luala bên kia lại được hồi sinh tiếp. Lần đầu tiên là 100%, lần thứ hai là 50%, cũng rất là hên xui. Và lần thứ ba nó cũng vẫn có thể được hồi sinh tiếp, đó là 25% thôi. Và vừa vào trận đấu hồi sinh trở lại thì Hoopa nó bên kia nó gọi bộ đôi Latios, Latias giết ngay con Masadao rồi. Bây giờ đối đội hình team ma bên này chỉ còn lại có 3 con thôi. Và để chiến đấu tiếp với cả đội hình theo kiểu mà tiên đất của Zigade, Mega Tien Si kết hợp với cả bộ 3 team nước đây.
mà vẫn kèm thêm đó là một con Mega Rayquaza vào. Hiện tại thì đội hình này kiểu dạng như là chưa kích được cái hiệu ứng nội tại của con Mega TNC, nhưng mà chắc là người chơi đó cũng thấy không cần thiết nên thôi, cứ để đội hình như thế này. Vì không phải đi theo team tiến đá thuần, với cả bên kia lượng sát thương gây ra rất là mạnh, thế nên là tường của Mega TNC cũng đã mất luôn ngay từ đầu. Tiền đất đá thì nếu mà có James Gade này đặt hiệu ứng đó là choáng theo kiểu hai lượt này cũng rất là nguy hiểm. Một đòn tấn công 24 triệu máu đến từ con Askenza bên kia, giết luôn con Nuala và mạng con Huba bên cạnh đứng kèm cũng bị ăn đòn luôn. Đây là Manafi cũng đã bay con Giatina đi rồi. Bây giờ chỉ chờ đó là đến lượt của con Luala để có thể hồi sinh trở lại team ma. Với những Pokemon hệ ma nào đã từng hồi sinh rồi thì có lẽ không được hồi sinh lại lần nữa, chỉ được một lần thôi. Và lượt này hồi sinh quay trở lại đó là có thêm Hupa nữa, và Hupa lại gọi bộ đôi Latias gây ra một lượng sát thương 10 triệu này, và nó ulti mất 17 triệu máu. Nói chung là Hupa bộ skill được chỉnh sửa và đi kèm với cả full Zmu, lượng sát thương gây ra rất là mạnh. Bên kia thì Zigade đã quay trở lại được cái trạng thái 50% này do bị tấn công chết. Và bởi vì bên bạn kiểu như là toàn những con mạnh như vậy rồi, thế nên là Zigade nó cũng không thể phân tách ra thành nhiều con được, và bên kia còn lại 10%. Còn với việc bên bạn đang tàng hình như vậy rồi thì Mega Rayquaza chỉ có đứng nhìn thôi, bởi vì là có nhìn thấy địch đâu mà ra đòn tuyệt kỹ, vậy nên nó bay lên trời. Và các bạn cảm tưởng như là cái team ma bên này đến lượt thứ 7 rồi, nó vẫn có khả năng phòng ngự rất là tốt. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ cùng ngó một cái đấy highlight đến từ phía một con S cộng 11 sao. Askenza bên kia được nuôi rất là mạnh, lượng sát thương gây ra rất là khủng khiếp luôn này. Mega Ray thì có Zmu, do đó nó đánh ké. Đòn tấn công vừa rồi đánh mất có 1 triệu tư vào con Luala thôi. Mặc dù là những đội hình của người chơi này thì những Pokemon này lực chiến phải từ 2 triệu đổ lên, nhưng mà đánh vào Luala với cả Tima, dạng như Luala nó sẽ có khả năng phòng ngự cực kỳ là tốt, mặc dù nó còn một thuộc dạng hỗ trợ này. Dần dần về sau những S cộng mới nó có khả năng hỗ trợ ở dạng như phòng thủ cực kỳ là chắc chắn luôn. Và đây Luala lại có thể hồi sinh được tiếp lần nữa này, và lần này chẳng có con nào để nó kéo dậy hồi sinh nữa. Nhưng như bạn thấy đó là Luala, nó có khả năng chống chịu của nó có vẻ cũng rất là ổn. Mega Ray qua ra ulti, mất con triệu 9 đánh vào con Luala thôi. Và đấy là một con Mega Ray qua ra full Zmu 786, Luala rất là trâu. Nhưng mà vừa cũng chết. Và đến đội hình tiếp theo của người chơi bên kia, đó là theo kiểu mà hướng team tiên đất đá đây, Raimon Gaudon lẫn cả Zigade luôn. Thì gọi như là bên kia có cái gì đó bất lợi hơn, bởi vì đã chết đi một con Manaphy rồi. Zigade thì có lẽ như là nó chỉ ở cái trạng thái 50% như thế này nữa. Thì nhìn như thế này chúng ta cũng cảm tưởng thấy đó là cái team theo kiểu tiên đất đá bên kia khả năng giành chiến thắng nó sẽ cực kỳ là cao luôn. Nhưng mà các bạn thấy để ý thấy một đòn đánh ké của Askenza vừa rồi mất đến 8 triệu máu. Một cái lượng sát thương được nuôi từ con Askenza được nuôi rất là khủng khiếp này. Mega Ray qua ra bên này ulti, ra còn skill 2 này, và đã ulti một phát mất 47 triệu máu này, nhưng mà vẫn chưa chết con nào cả, mà nó lại đánh ké 6 triệu rưỡi này. Đây là Zmu 4 của Mega Ray qua ra. Askenza đánh 1 triệu 8 này. Vừa rồi là Sonia nó bổ một phát trúng Mega Ray mất 3 triệu 7. Còn đây Askenza vừa đánh ké 17 triệu này, một lượng sát thương gây ra rất là khủng khiếp của một con Askenza tầm 2 triệu lực chiến. Và con Zigade dạng bé đây, nó đang cắn con Raimon Gaudon 1 triệu máu một phát. Và Raimon Gaudon đã ulti 14 triệu này. Và một cái đội hình theo kiểu mà tưởng là đang yếu thế hơn, nhưng mà cuối cùng đã làm cho bên kia gọi như tan tác rất là nhiều. Nhất là con Askenza, nó có những cái quả tấn công sát thương lan như vậy rất là nguy hiểm. Một đòn 17 triệu máu nhưng mà chưa chết Mega TNC bên kia. Và cuối cùng Raimon Gaudon cũng đã tử trận nốt. Và các bạn thấy điều dạng như là đang giành chiến thế thượng phong rất là nhiều. 99 triệu đam đến từ Askenza này, 9 triệu 1 đánh tiếp phát nữa. Nhưng mà con Askenza bên kia nó đã làm cho cái đội hình bên này tan tác rất là nhanh.
hên xui rất là nhiều đến từ những pha đột biến của Argentina vừa rồi. Tưởng là thắng, cuối cùng là có thể như bây giờ bên team này đang bị gọi là đuối hơn, 39 triệu máu này, 6 triệu rưỡi này, lượng sát thương rất là cao. Nói chung với các top đang nuôi thì có thể như là cái lượng sát thương theo kiểu mà rất là ảo luôn. Argentina ulti tiếp này, một đòn tấn công 10 triệu máu, đánh lên tiếp. Một đòn chém kiếm của Mega TNC 6 triệu này, và lại ulti tiếp rồi, 79 triệu máu. Và chết mất luôn Mega TNC và Mega Rayquaza. Nhưng mà rất tiếc, cái đòn tấn công quá mạnh vừa rồi đã làm như là phản sát thương lại. Vừa chết luôn cả Raymond Kyo, vừa chết luôn cả Mega TNC. Và một trận đấu tưởng là thua, cuối cùng vẫn lại thắng được. Thì vừa rồi cũng là một cái trận đấu ở trong cái này. Với việc đó là ra thêm S cộng mới, S mới thì có nhiều trận đấu với cả nhiều S cộng S mới như vậy cũng sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và đây, một người chơi theo kiểu 9 triệu 2 đây, team Mega TNC này, Magena, Sonya các kiểu này, và lại bị thua một cái team 7 triệu rưỡi, team Ma, và có kẹp thêm đó là Son Galeo này. Trận đấu này thì chắc mình cũng sẽ review tiếp theo sau. Còn bây giờ thì mình chỉ review mỗi trận vừa rồi thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.